bà Trương Huệ Vân vợ ca sĩ Thanh Bùi vừa bị bắt là ai? Trương Huệ Vân, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản HR, là cháu gái bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trương Huệ Vân cũng là vợ nhạc sĩ, ca sĩ Thanh Bùi, đối với giới truyền thông nhân vật này khá là kín tiếng. Trương Huệ Vân, sinh năm 1988, là người Việt gốc Hoa. Bà từng tốt nghiệp Đại học Zermatt và là thế hệ thứ tư trong gia tộc họ Trương, gia tộc bề thế bậc nhất Việt Nam. Bà Huệ Vân hiện đang giữ vai trò người đại diện pháp luật của hàng chục doanh nghiệp khác nhau, hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực truyền thông, thiết kế nội thất, thời trang. Ngoài ra, bà Huệ Vân còn điều hành hai nhà hàng thuộc công ty Times Square là nhà hàng Noodle Noodle và nhà hàng Ngân Đình Sài Gòn. Vào năm 2015, bà Huệ Vân có tên trong danh sách các cổ đông sáng lập công ty cổ phần Minerva. Ngay sau khi thành lập, Minerva thực hiện thương vụ 35 triệu USD khi mua căn biệt thự cổ rộng gần 2.800 m2 với ba mặt tiền các đường Võ Văn Tần, bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Thị Diệu ở quận 3, Hồ Chí Minh.